Có 3 bài học lớn nhất, giá trị nhất từ TikTok mà Nguyễn Anh Tùng nhận được. Thưa các bạn, có bao giờ bạn tự hỏi rằng chúng ta đã nhận được giá trị gì, lợi ích gì từ TikTok không? Và đây chính là câu trả lời của Nguyễn Anh Tùng muốn lan tỏa, chia sẻ đến các bạn. Và Tùng đúc kết nó thành 3 từ khóa lớn sau đây. Từ khóa đầu tiên đó là sự công bằng. Vâng, công bằng ở chỗ kể cả kênh của các bạn mới xây từ 1, 2 hay là vài follower hay đến vài trăm ngàn triệu follower thì cái sự công bằng vẫn được diễn ra. Và nếu như video của các bạn nó hay, nó mang lại giá trị tích cực cho người xem và đặc biệt tuân thủ chính sách về cộng đồng của TikTok thì chắc chắn video của các bạn sẽ dễ dàng được đề xuất và lên xu hướng. Bởi vì như chúng ta đã biết, thuật toán của TikTok đề xuất video là dựa vào cái chỉ số thời gian mà người xem hết video của các bạn, thời gian xem trung bình là bao nhiêu và số lần người ta xem lại video của các bạn là bao nhiêu lần. Và tiếp theo là các chỉ số về tương tác, like, thả tim, comment, bình luận, chia sẻ và gắn yêu thích. Vậy thì đó là những yếu tố để video của bạn sẽ được lên đề xuất, chứ không phải là kênh mới, kênh cũ, kênh nhiều follower hay ít follower đâu. Hãy tập trung chăm chỉ làm nội dung hay, giá trị và liên tục đều đặn các bạn nhé. Từ khóa số 2 đó là nhân quả. Người cho đi là người chiến thắng. Bạn hãy thử nghĩ xem, bạn cứ tập trung chăm về sản phẩm, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của mình thì sẽ chả ai xem đâu. Nhưng bạn tập trung vào trao giá trị, bạn mang đến một kiến thức, mang đến một kinh nghiệm, kỹ năng, một bài học, một cảm xúc tích cực nào cho cộng đồng thì họ sẽ quan tâm đến bạn, họ sẽ yêu mến bạn. Để từ đó bạn dễ dàng bán hàng và cung cấp dịch vụ cho họ, đúng không nào? Đó là nhân và quả đấy ạ. Bạn gieo nhân nào là giá trị và bạn nhận quả gì? Đó là khán giả sẽ trở thành khách hàng của bạn. Nhắc lại, nhân quả, hãy trở thành người cho đi. Người cho đi là người chiến thắng. Và từ khóa số 3 đó là từ khóa sự phát triển. Nguyễn Anh Tùng luôn học tập, học hỏi được rất nhiều những bài học, những kiến thức, kinh nghiệm của những kênh khác, của những nhà sáng tạo khác trên hành trình sử dụng cũng như là kinh doanh, cũng như xây dựng thương hiệu cá nhân trên TikTok. Mình học hỏi được từ đối thủ, học hỏi được từ những người mà trong cùng lĩnh vực của mình và tất cả từ rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và mình coi TikTok giống như là một quyển bách khoa toàn thư. Và mỗi ngày mình sử dụng TikTok để học tập, học hỏi, nghiên cứu những kiến thức mới về chuyên môn, nghiên cứu những kiến thức mới về thị trường, về đối thủ, về khách hàng họ quan tâm điều gì. Và hàng ngày mình học và liên tục nạp các kiến thức vào và mình gia tăng cái tri thức, mình phát triển bản thân mỗi ngày. Vâng, và 3 từ khóa trên đây: sự công bằng, nhân quả và sự phát triển, đó giúp cho Tùng luôn có nguồn năng lượng, luôn có nguồn cảm hứng và luôn luôn biết ơn TikTok, biết ơn tất cả các anh chị em đã giúp cho Nguyễn Anh Tùng có như ngày hôm nay, để Nguyễn Anh Tùng được chia sẻ chiếc ống kính, lan tỏa những điều giá trị từ kinh nghiệm, từ bản thân để giúp đỡ cho mọi người phát triển và xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet thông qua video ngắn. Xin gửi lời biết ơn và biết ơn.